Em xin kính chào toàn thể các bác yêu Lan. Hôm nay là phiên buổi sáng thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2019. Thì hôm nay em có một ít hàng chủ yếu là địa lan. Em xin được chia sẻ với các bác. Thì đầu tiên là cái củ tắc kè đá. Cái này thì không phải để chơi hoa, mà cái này để các bác đun nước uống hoặc là ngâm rượu ạ. Tắc kè đá thì chứa rất là nhiều canxi. Đấy. Rất tốt cho trẻ con và người già. Về cái cách sử dụng thì về các bác rửa sạch cái phần vỏ này đi. Và các bác thái lát để phơi khô, ngâm rượu hoặc là có thể dùng trực tiếp luôn tươi như thế này cũng được. Như nhà em thì cũng hay dùng tươi, nó hơi chát một chút, khó uống hơn so với cái củ khô. Nhưng mà tươi thì nó lại giữ được chất hơn. Em bán giá là 50.000 một cân các bác nhé, tắc kè đá. Tiếp theo là hải vệ nữ. Hải vệ nữ hàng đang nụ, chuẩn bị cho hoa rồi. Nụ của nó hầu như là cái rễ nào cũng lên khoảng tầm nửa gang đến một gang rồi. Đấy. Về các bác trồng khoảng tầm hơn một tuần, 2 tuần là chắc là hoa sẽ nở. Em bán giá là 50.000 một cân ạ. Hải vệ nữ hoặc là hải lông, tiên hải đều là nó hết ạ. Hôm nay thì em có 3 cái chậu kiếm thuần, đó là bạch ngọc đuôi công và kiếm bạch ngọc. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cái chậu kiếm bạch ngọc trước. Chậu này em bán giá là 500.000. Đây, chia sẻ với các bác như này, có một số cái giả hành nó bị già. Tuy nhiên là để mà giữ nó được sống sống được tốt ấy, thì về các bác nên để nguyên như thế và trồng, chứ không nên tỉa tót nhiều. Bởi vì thật ra thì cái hàng kiếm này nó cũng hơi khó thuần ạ. Đấy. Kiếm bạch ngọc 500.000 một chậu này các bác nhé. Nếu như các bác ở gần có thể đến nhà em lấy thì lấy cả chậu luôn. Về các bác chỉ việc chơi chăm sóc thôi, không cần trồng lại. Hoặc là các bác có thể nhờ người quen vào lấy cũng được. Còn là em xin phép là em không gửi xe khách nữa nhá. Bởi vì thứ nhất là bây giờ bến xe cách thành phố chúng em gần 10 cây số rồi. Mà đi gửi rồi là lại lên bến xe để lấy tiền thu hộ rất là phức tạp. Nên là em bác nào lấy thì em sẽ nhổ lên để gửi qua đường bưu điện cho các bác nhé. Chậu kiếm bạch ngọc này 500 ạ. Tiếp theo em có 3 chậu đuôi công. Bạch ngọc đuôi công. Cái này hàng thuần được hơn 1 năm rồi. Mỗi chậu này là 300.000. Mỗi chậu này là 300.000 các bác nhé. Đấy, bác nào lấy thì em cũng nhổ lên và em gửi bưu điện ạ. 3 chậu. Thì thôi em quay từ bạch ngọc trở đi thì em sẽ nói chậu này là chậu số 1 đi. Đó. Số 2 và số 3. Để các bác có thể chọn số theo cái chậu mà các bác ưng ý. Ngoài những cái rề trần mộng ra thì hôm nay cái hàng trần mộng em còn có tiếp tục là những cái hàng lẻ như này. Đấy, cái chỗ này thì em bán cả chỗ này là 200.000. Tính ra thì vào một cân khoảng 80.000 ạ. Đấy, bảy mấy 80.000 một cân thôi. Cả cái chỗ này là 200.000 các bác nhé. Có một số thì củ đơn, củ rời, một số thì cũng có rễ nhỏ như này. Đấy. Và rất là nhiều mầm luôn. Đây. Cái rễ này có hai giả hành này. Có một cái giả hành gọi là già rồi nhưng mà nó vẫn cái giả hành bên này nó vẫn bám vào cái giả hành già này để sống nên là em cứ để như thế thôi. Đấy, về các bác trồng cái này đây này, mầm rất là nhiều. Đấy, cái này trồng thì bởi vì bị tách ra nhỏ như này nên về các bác tốt nhất là ngâm kích rễ và B1 các bác nhá. Giống như phong lan ấy. Đấy, chỗ này là 200 ạ. Em còn chỗ này
bao nhiêu nhỉ, hơn 2 cân, 2 cân 2 sao em cân em quên mất rồi, thanh đạm sữa. Cái chỗ này thì em bán giá là 100.000. Đấy, 100.000 thôi. Thành ra là vào 1 cân là bao nhiêu nhỉ? 1 cân chưa đến 50.000 đâu các bạn. Đấy, bởi vì em còn có mỗi chỗ này thì để lại rẻ cho các bác nhé. Bác nào nhanh tay thì được ạ. Tiếp theo là cái Vanda. Vanda này. Đấy, hôm nay em để giá là 100.000 cho các bác nhé. 100.000. Đây là Vanda. Vanda gì nhỉ? Vanda hương chanh hay Vanda nâu gì đấy, không rõ nữa. Tiếp theo, cái chỗ hoàng thảo sừng này 70.000 ạ. Được rất là nhiều luôn. Đấy. Hoàng thảo sừng 70.000 chỗ này các bác nhé. Ôi trời ơi, con chó của em ồn ào quá. Tiếp theo là hương vani. Hương vani lẫn lộn với hoàng thảo tam bảo sắc 100.000 một hình các bác nhé. Những cái thân già này thì đều đã có nụ cả rồi. Đây. Có nụ, chuẩn bị có hoa. Đây, rất là nhiều nụ luôn. Đó. 100.000 một hình. Đây là hương vani lẫn với hoàng thảo tam bảo sắc. Hai cái hình kim thoa. Hai hình kim thoa. 80.000 một hình các bác nhé. 80.000 một phần đấy ạ. 80.000 một phần kim thoa đấy. Em có hai phần thôi. Tiếp theo là phi điệp 5 cánh trắng, họng tím và họng hồng. Thì em bán giá là 130.000 một cốc ạ. Còn là cái chậu đuôi công nhà em. Bác nào mà có nhu cầu mua cái dề to như này thì cứ alo em nhé. Gọi điện cho em thì em sẽ báo giá. Dề này rất là to. Tiếp theo là kiếm lô hội. Kiếm lô hội chỗ này còn 1 cân 3, cân 2, cân 3 gì đấy. Chỗ này em để giá 50.000 thôi ạ. Còn mỗi chỗ này, bác nào hốt nốt giúp em nhé. Đai châu. Đai châu thì hôm nay em bán giá là 150.000 một cốc ạ. À một vâng, cái này gọi là một chậu. Một cây này. 150.000 ạ. Tiếp theo là Mạc Xuân. Mạc Xuân em bán giá là 100.000 một cân các bác nhé. Mạc Xuân 100.000 một cân. Kiếm đỏ 100.000 một cân ạ. Mạc Xuân với kiếm đỏ đồng giá. Hàng đang có mầm non nhú lên rất là đẹp. Các bác muốn xem hoa kiếm đỏ thì trồng từ bây giờ đến tháng 7 hè này thì nó sẽ ra hoa các bác nhé. Tiếp theo là các cái hình Trần Mộng Xuân. Đây là hình số 1 ạ. Hình số 1 có giá là 140.000. 140.000 hình số 1. Hình số 2 là 260. Đây, cái này thì cũng có một số cái thân già đây. Tuy nhiên là nó vẫn chưa bị chết đâu các bác nhé. Đấy, cái này thì để giữ cho cái dề nó chắc. Và có một số thân tơ này nó cũng mọc lên từ cái gốc thân già này. Nên là cứ để nó nuôi thân tơ.
về các bác chỉ việc trồng thôi. Nếu mà muốn thì các bác tỉa tót một ít rễ đi là được. Rễ thì em tỉa rất là gọn gàng rồi. Hình 2 có giá là 260.000. Hình 3 có giá là 270.000. Tiếp theo hình 4. Hình 4 có giá là 210.000. Hình 5. Hình 5 có giá là 140.000. Hôm nay thì không còn là ngắn các bác nhé. Hôm nay thì toàn hàng lá dài thôi. Hình 6 190.000. Tiếp theo hình 7 là 101. Hình 8 150. Hình 9 cũng 150. Hình 10 190. Và hình 11 130. Đó là những cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu lấy loại gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em vào số điện thoại 0914996482 nhé. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.